1. Benzin X7 của Trung Quốc bản Hybrid chạy 100 km hết 1 lít tư xăng. Năm 2020, chiếc xe ô tô Trung Quốc giá rẻ Benzin X7 vớ vẻ ngoài hào nhoáng đã nhận được sự chú ý đặc biệt của người tiêu dùng Việt. Giá bán cho mẫu xe chỉ từ 528 triệu. Tại thị trường quê nhà, dù không mấy thành công nhưng cuối năm 2020, nhà sản xuất đã bổ sung thêm phiên bản cho mẫu ô tô này. Cụ thể, Phiên bản Bezin X7 phép sử dụng hệ thống động cơ lai xăng điện, plug-in hybrid có thể cắm sạc với khả năng tiêu hao nhiên liệu chỉ tương đương xe máy. Theo thông số nhà sản xuất công bố, Bezin X7 phép có thể tăng tốc 0 đến 100 km h chỉ trong 7.3 giây, đạt tốc độ tối đa 180 km h trong khi mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 1 lít tư xăng cho 100 km. Về cơ bản, mẫu ô tô tiết kiệm xăng này không có nhiều khác biệt so với phiên bản đang bán tại Việt Nam mẫu xe vẫn là loại mâm đúc 19 in, thiết kế đa chấu dạng 3D. Nội thất vẫn sắp xếp, bố trí tương tự bản chỉ sử dụng động cơ xăng. Xe được trang bị 3 màn hình bảng đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí và điều khiển điều hòa, camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ lên xuống dốc, hệ thống tự động đỗ xe, hỗ trợ lực phanh. 2. Chạy 100 km chỉ hết 1 lít 3 xăng, mẫu ô tô của Honda. Tại triển lãm ô tô Thượng Hải, Honda đã chính thức ra mắt mẫu SUV chạy điện hoàn toàn mới Honda SUV -E Prototype. Được phát triển dựa trên Honda CR-V, mẫu xe SUV E có kích thước tổng chiều dài nhỉnh hơn 133mm. Xe được trang bị bộ vành 5 chấu kép, được sơn hai màu. Bên trong, mẫu xe này cũng được trang bị màn hình cảm ứng nằm độc lập trên mặt táp lô, bên dưới hai cửa gió điều hòa trung tâm. Bên dưới màn hình là các nút bấm và núm xoay cơ học để chỉnh điều hòa. Điểm nhấn của Honda Breeze e 2021 mới nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi lanh, dung tích 2 lít, hút khí tự nhiên và hai mô tơ điện. Hiện hãng Honda chưa công bố thông số vận hành của hệ truyền động này. Chỉ biết rằng, Honda Breeze e 2021 có thể chạy hết quãng đường 85 km chỉ bằng mô tơ điện và tiêu thụ xăng trung bình 1 lít 3 trên 100 km, ít hơn cả xe máy. 3 chiếc xe ô tô uống 1 lít mốt xăng trên 100 km của Toyota. Cũng tại triển lãm ô tô Thượng Hải năm nay, Toyota ra mắt mẫu xe ô tô mới mang tên Wildlander Phép 2021. Đây là sản phẩm của liên doanh GAC Toyota tại Trung Quốc. Điểm đặc biệt nhất của chiếc xe chính là khả năng siêu tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu ô tô này uống 1 lít mốt xăng trên 100 km. Về cơ bản, chiếc xe không khác gì phiên bản thường ngoại trừ logo màu xanh dương của nhà sản xuất về nội thất, có khả năng nội thất của xe giống với bản thường với màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10 in, nằm độc lập trên mặt táp lô. Bên dưới còn có một màn hình nhỏ của hệ thống điều hòa và hai núm xoay cơ học. Ngoài ra, xe còn có vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, ghế bọc da chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống định vị, phanh đỗ xe điện tử, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái và hệ thống định vị. Về an toàn, xe được trang bị 7 túi khí, radar đỗ xe và camera lùi. Toyota Highlander 2021 phiên bản Plug-in Hybrid được trang bị động cơ xăng Atkinson cycle 4 xi lanh, dung tích 2.5 lít với công suất tối đa 180 mã lực và mô tơ điện. Chưa có giá bán chính thức của mẫu ô tô này nhưng phiên bản thường của mẫu xe đang được bán tại Trung Quốc với giá từ 607 triệu đến 844 triệu đồng. Xe cộ, xe cộ, X